Hôm nay là sáng 27 tháng 4, em có một ít cái hàng giò phục vụ các bác nhé. Đầu tiên là u lồi đi. U lồi hàng thuần rồi. Hình số 8. 320.000 nhé. Cái này là 15 mầm lớn nhỏ tất cả. 320.000 nhé các bác nhé. Hình số 8. U lồi thuần rồi cả nhà nhé. 320k một giò. Giò tiếp theo cũng 320k, ít mầm hơn, 11 mầm. Thế nhưng mà mầm nó lại dài hơn. Cũng 320.000 thuần rồi các bác nhé. U lồi. Tiếp hình 1 kim thoa một dè này. 400.000. 400.000 một dè kim thoa to các bác nhé. Sắp đến mùa hoa rồi. Hình số 10, combo một giò kiểu dẹt thân ngắn. Kiểu dẹt thì có một thân đang nhú nụ như thế này. Ơi thân à thân này đây, thân này nhú hai vòi nụ nữa này. Kiểu dẹt nhìn thân ngắn nhá các bác nhá. Lại thân ngắn ấy. Còn mấy một hạc vĩ. Hạc vĩ thuần rồi. Có mấy mầm này? 2 3 4 5 mầm. Hạc vĩ cộng mấy lại kiểu dẹt combo hình số 2. Số này là số 10, combo hình số 10 hạc vĩ mới lại kiểu dẹt 200.000. Tiếp hình số 2 long tu đá hoa tím. 220.000, hàng thuần hết rồi nhé. Hôm nay toàn bộ là hàng thuần. À có một giò ngọc thạch là chưa thuần. Hình số 3 cũng long tu đá 200.000. Hình số 3 này long tu đá 200.000 các bác nhé. Hình số 3 long tu đá hàng thuần rồi. Trầm tím. Trầm tím là hình số hình số 11, 270.000. Trồng trên bảng dớn này thôi, chỉ đặt vào trong cái chậu thôi. Gửi thì em chỉ gửi cái bảng dớn đi thôi nhá. Còn nếu bác nào thích gửi chậu thì em gửi cả chậu cho. Gửi bảng dớn cho nó nhẹ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mầm, 13 mầm. Có một cái mầm này đang, có một thân này đang nứt hoa này. Đấy. 13 cái mầm đang nhú lên như thế này. 13 mầm cả cái mắt thân cũ ấy, cả mầm, tất là em tính các mầm xanh ấy. Về các bác làm giống nhé. Hình 11 là 270.000. Có một thân đang hoa. Trầm tím. Hình số 12 220.000. Cái này điểm 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 6 7 8 9. 9 mầm. 220.000. 220.000 chín mầm này cũng về làm giống thôi các bác nhé. Cũng trồng nhân miếng dớn thôi. Đấy, gửi mỗi miếng dớn này đi cho nó nhẹ cũng được này. Hình 12 220.000. Phi điệp vàng. Có một giò thuần rồi. 170.000. Phi điệp vàng 170.000 các bác nhé. Đùi gà. Đùi gà tròn. Thuần rồi, hình số 7 220.000. 2, 4 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11. 11 cái thân con lá. 220.000. Tiếp hình số 6. Cũng 200.000. Hình số 6 200.000. Nó có 10 thân. 10 thân như các bác nhé. Nguyên, không phải nguyên rẻ. Hàng thì thuần lâu rồi. Hàng thuần hết này, dễ bán rất khỏe. 200.000 giò đùi gà này. Thân vàng óng. Ngoài ra nhà em vẫn còn lan quân tử. 150.000 một chậu như thế này các bác nhé. Lan quân tử về đặt bàn, để bàn. Uống nước và để văn phòng. 150.000 một chậu lan quân tử. Ngọc thạch ba màu. Đang có nụ nhưng mà hàng này hàng chưa thuần. Hàng ghép ổn định đang lên mầm. 170.000 nhé, hình số 4 này. Nụ này các bác này. Nụ đang ra rất là nhiều. Những thân nụ, có những thân đang nhú mắt như thế này. Rất nhiều thân hoa. 170.000 hình số 4 này. Hôm nay em quay, sáng nay em quay một số mặt hàng giò này. Bác nào lấy thì ủng hộ em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.